Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82, thế giới tiếc thương Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày. Rạng sáng ngày 30 tháng 12 giờ Việt Nam, vua bóng đá Pele tại thế sau khoảng thời gian chống chọi với ung thư, hưởng thọ 82 tuổi. Ông qua đời trong vòng tay của gia đình tại bệnh viện Albert Einstein, São Paulo, Brazil. Con gái vua bóng đá Kelly Nascimento đưa ra thông tin, tất cả những gì chúng con có là nhờ cha, chúng con yêu cha vô hạn, hãy yên nghỉ. Liên đoàn bóng đá Brazil cũng xác nhận thông tin Pele qua đời bằng bức ảnh vua bóng đá ăn mừng bàn thắng với dòng chú thích yên nghỉ nhé Pele, kèm theo đó là ba biểu tượng tượng trưng cho số lần vô địch World Cup của Pele. Đây là sự kiện đau buồn với bóng đá nói riêng, đất nước Brazil và thế giới nói chung. Quốc gia Nam Mỹ đã thắp sáng bức tượng chú cứu thế tại Rio de Janeiro theo màu quốc kỳ để vinh danh Pele. Thời điểm Pele qua đời, không ít người hâm mộ túc trực tại bệnh viện Albert Einstein để dõi theo ông trong cuộc chiến chống lại tử thần. Vua bóng đá Pele phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ruột từ tháng 9 năm ngoái. Sức khỏe ông suy giảm từ đó, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Pele nhập viện hôm 29 tháng 11 trong tình trạng sưng tấy toàn thân và gặp vấn đề về tim mạch. Ban đầu, gia đình huyền thoại bóng đá Brazil phủ nhận thông tin ông nguy kịch. Bản thân Pele cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng ông vẫn ổn bằng thông báo trên Instagram hôm 3 tháng 12. Các bạn của tôi muốn mọi người bình tĩnh và lạc quan. Tôi mạnh mẽ với rất nhiều hy vọng và vẫn tuân thủ việc điều trị như bình thường. Tôi muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc chu đáo. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào Chúa và mọi tin nhắn yêu thương tôi nhận được từ các bạn trên khắp thế giới giúp tôi tràn đầy năng lượng và xem Brazil ở World Cup nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều về tất cả. Tình trạng bệnh của Pele trở nên trầm trọng hơn từ tuần trước và phải được chăm sóc đặc biệt. Cả gia đình luôn túc trực bên ông và đón Giáng sinh trong bệnh viện. Những người ở bên cạnh Pele có vợ ông, Marika Aoki và con trai Edinho cùng con gái là Kelly và Flavia. Như mọi khi Giáng sinh vui vẻ, lòng biết ơn, tình yêu, sự gắn kết gia đình. Bản chất của Giáng sinh, chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả tình yêu và ánh sáng mà các bạn gửi đến. Người con gái đăng tải thông điệp trên Instagram với các thành viên gia đình mà không có mặt vua bóng đá. Edinho, huấn luyện viên mới được bổ nhiệm của câu lạc bộ Lorena Barana, cũng đến São Paulo dịp Giáng sinh để ở cùng người cha. Cha, sức mạnh của con là của cha. Edinho viết trên Instagram cùng bức ảnh nắm tay Pele trên giường bệnh. Edinho đã đến São Paulo dù trước đó ông cáo lỗi để tập trung vào công việc. Pele nhập viện tháng trước để điều trị ung thư ruột kết. Khi cơ thể ông không còn phản ứng với quá trình hóa trị, huyền thoại giữ kỷ lục 3 lần vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970 bị phát hiện ung thư ruột kết vào tháng 9 năm 2021. Gần đây, ông bị nhiễm trùng đường hô hấp cũng như mắc thêm các bệnh về tim và thận. Lần cuối cùng Pele đăng tải nội dung trên Instagram là khi chúc mừng Argentina và Lionel Messi đoạt danh hiệu World Cup 2022. Chắc chắn Diego Maradona đang mỉm cười. Chính phủ Brazil thông báo sẽ tiến hành quốc tang trong 3 ngày bắt đầu từ đêm 29 tháng 12 theo giờ địa phương. Bên cạnh lễ tiễn đưa Pele về nơi an nghỉ cuối cùng một cách trang trọng. Sự kiện diễn ra công khai trong 24 giờ từ 2 tháng 1 đến 3 tháng 1 năm 2023 giờ địa phương tại sân Estadio Urbano Candeira, sân nhà của Santos, với sức chứa hơn 16.000 chỗ ngồi. Sẽ có khu vực dành cho người hâm mộ và khu vực lối vào riêng cho các quan chức chính trị, nhân vật nổi tiếng cùng báo chí. Nhiều ngôi sao làng túc cầu thế giới bày tỏ sự tiếc thương sau sự ra đi của vua bóng đá. Trên Instagram, Neymar viết: "Trước Pele, số 10 chỉ là một con số, tôi đã đọc cụm từ này ở đâu đó và một thời điểm nào đó trong cuộc đời của tôi. Câu nói này rất hay nhưng chưa đủ. Tôi có thể nói rằng trước Pele, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Ông đã thay đổi tất cả, biến nó thành nghệ thuật và giải trí. Ông ấy đã lên tiếng cho người nghèo, người da đen và đặc biệt ông đã mang lại tầm nhìn cho Brazil. Bóng đá Brazil đã nâng cao vị thế của mình nhờ có vua Pele. Ông ấy đã ra đi nhưng phép thuật của ông ấy vẫn còn mãi." Ngôi sao tuyển Pháp Kylian Mbappe bày tỏ: "Vua bóng đá đã bỏ chúng ta đi nhưng di sản của ông sẽ không bao giờ bị quên lãng." Siêu sao Cristiano Ronaldo gửi lời chia buồn: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể người dân Brazil, đặc biệt là gia đình của Edson Aristeo Nascimento." Trên trang cá nhân, Messi viết: "An nghỉ nhé Pele", kèm những bức ảnh chụp cùng huyền thoại Brazil.